tại Hà Xuyên siêu xe rồi. Bây giờ không biết phải làm như nào đây. Cái anh Xuyên đỏ đó không biết làm như nào. Để tiêu diệt con Batman khổng lồ này đây. Rồi ghê gớm quá. Bây giờ chúng ta hãy trở lại xem các anh Xuyên xe thì tính như thế nào đây. Gao đỏ ơi, gao đỏ. What? Ai kêu tôi thế? Tôi hãy tặc đây, hãy tặc đi. À, chuyện gì không hãy tặc? Không xong rồi. Thằng Batman nó đã hợp thể con T-Rex, bây giờ nó rất là mạnh. Mạnh thì sao, chúng ta có hai siêu xe robot rồi mà. Trời, đã bị đánh bại rồi. Ta còn bị trọng thương nữa. Ây da, đau quá. Ta cố gắng lép về đây để báo với người đó. Bây giờ phải nghĩ cách tiêu diệt bọn chúng thôi. Hứ, muốn có sao không? Trọng thương muốn chết luôn rồi, chứ đó mà không sao. Ta có chuyện động trời nữa sao? Hai siêu xe cũng không tiêu diệt được đó. Ừ đúng rồi. Bây giờ không biết phải làm như nào nữa. Được rồi. Chúng ta thử gọi Gao King tới tiêu diệt thắng thương. Gọi Gao God luôn đi. Thắng mạnh lắm. Ok. Gao God ơi, mau tới đây giúp ta một chuyện nào. Cùng hòa bình mà ngày nào ta cũng tập luyện á. Wow. Được đó. Cho ngươi biết một tin, Batman nó đã hợp thể với con T-Rex rồi. Bây giờ chúng rất là mạnh. Hai siêu xe cũng đã bị bại dưới tay của hắn rồi. Không biết ngươi biết giúp ta chuyện này không? Được. Ok, để ta giúp cho. Ta sẽ đi kiếm hắn, tiêu diệt hắn. Ok, cảm ơn nhiều. Thank you very much. Ta đi đây. Cầu mong mọi chuyện suôn sẻ. Cầu mong Gao God sẽ chiến thắng. Ok. Nghĩ tới việc mà đi phá hoại, ta cảm thấy rất là vui vẻ rồi. Trời ơi, tận hưởng cuộc sống này thật là đã gì đâu khi chiến thắng bọn siêu nhân. Ta muốn nghe tiếng hét, tiếng cầu xin. Tha mạng. Nghĩ tới là ta cảm thấy đã rồi. Ngươi đứng lại. Mau lên. Ngươi còn nhúc nhích là ta đánh ngươi chết. Hai mà hùng hồn hết vậy. Mạnh miệng đó. Chiu 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 chiu. Chính là ta. Hello. Dạo này khỏe không cu? Ai bà con ngươi mà hỏi thăm sức khỏe. Lại cái thằng Gao God này. Ồ, ngươi cũng biết ta là Gao God hả? Thấy ta là phải sợ chứ. Còn lâu, bây giờ ngươi thấy ta phải sợ đái vào quần luôn nè. Hãy xem tuyệt chiêu ta đây. Nắm nắm xung vô địch. Chú. Ghê chưa? Hai ba tập hãy đánh đi. Ôi, cưng. Ây da. Ôi, đau quá. Được đó, nắm đấm ngươi cũng ghê thiệt. Còn bây giờ xem sừng nai của ta đây. Sừng con nai đực của ta. Chiu. Cầm. Ây da, giăng cái giáp luôn. Biết sự lợi hại của ta chưa? Còn lâu. Có bao nhiêu mà cũng là đánh với ta. Xem xong kiếm thôi. Còn tào lao nữa. Nhưng mà ta hả được lắp ráp mạnh mẽ hơn nè, thấy chưa? Thôi bây giờ xem đây. Được chưa xây kiếm. À chết ta rồi. Ghê quá. Ây da. Bùm 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 bùm. Xuống địa ngục đi. Ta là người mạnh mẽ nhất thế gian. Không ai đánh được ta đâu.
lại thêm một đứa phải với tay ta. Không biết mỗi ngày tấn biết bao nhiêu người đây, giết biết bao nhiêu người đây. Tao là bá chủ. Super Batman. Wow, ghê chưa. Tiếp tục đi phá hoại nào. Bái luôn. Không biết tình hình như thế nào rồi. Bạn nghe tiếng nổ lớn quá. Trời ơi, cầu mong là bác ta chiến thắng. Chứ không chúng ta sẽ tiêu. Ai da, cứu tôi ơi, chung nguy nha. Ai da, trời, gào rớt, mau lên lên đây. Ai da, trời ơi. Sao người hãy hãm thế này. Trời ơi, tàn người đầy thương tích hết rồi. Trời ơi, xin lỗi đã phụ lòng của mọi người. Tôi không đánh lại thằng Batman, Super Batman đó. Hắn thật là mạnh. Trời ơi, ta biết ngay mà. Trời ơi, bây giờ ta cũng biết nghĩ cách nào đây. Ngươi mạnh nhất vũ trụ này mà ngươi đánh không lại nữa. Chưa, còn siêu nhân hải tặc nữa mà. Phải chờ siêu nhân hải tặc tới thôi. Cố lên, ngươi cố lên. Ta sẽ gọi siêu nhân hải tặc tới tiêu diệt hắn. Được rồi, không biết siêu nhân hải tặc có làm được không. Tokyo God đã bị trọng thương rồi. Trời ơi, bây giờ chỉ còn cách đó thôi, còn cách nào nữa đâu. Ok, hãy gọi hải tặc tới đi. Được, gọi Super hải tặc tới. Hải tặc tới đây. Hải tặc. Có tôi. Các người gọi tôi tới đây, nhanh giúp tôi chuyện gì đây. Và các bạn ơi, video này đã hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Chào tạm biệt. Bye bye. Hẹn gặp lại. Các bạn nhớ bấm like, share và đăng ký kênh Cooly TV. Chúng ta tới nơi rồi nè. Quá đẹp. Tới nơi rồi. Giờ phải làm sao đây anh? Có hai tên bảo vệ kìa. Hai là những mẫu. Bây giờ anh về mỗi thằng tính một thằng. Chúng ta cùng vào lấy bảo vật đó. Wow, okay, nghe đây kìa. Bọc bảo thân á. Nhạc bọc lấy nha nè. Vậy té ra. Rồi, chúng ta cùng nhau lấy cái này thôi. Bảo vật gì đây? Lê rồi. Hả? Thì ra là bây giờ cô này tiếp tục lại giống như thế này. Trời ơi, chưa quá bự quá. Tiếp lại yên tiên luôn mà đứng trong gì đó luôn. Rất là lợi hại. Thôi, sao mày đứng ngán. Đưa xe tới kéo nó về xong lại tuần thôi. Thằng Hút đâu? Hút đâu? Nè, đây có bạn hướng dẫn nè. Rồi, có hướng dẫn được đâu. Dạ, có em. Đưa xe kéo vô. Kéo nó về thôi đó. Xong rồi, cô liền kéo nhẹo tới siêu nhân nha. Để xích xong cái này á. Bảo động.
giới thiệu với các bạn các kênh mới của Cu Lì. Các bạn hãy đăng ký theo dõi nha. Và các bạn ơi, đây, cái thứ nhất là Cu Lì TV. Các bạn gõ vô, đây là kênh thứ nhất của Cu Lì. Sau này, đây, chọn cái biểu tượng logo nè. Đó. Qua phần video đây rất nhiều video để mình xem. Wow. Và sau này đó, Cu Lì sẽ up Doraemon Nobita vào cái kênh mới. Đây, kênh này. Doraemon Toy. Những video mà không có tay á, Cu Lì sẽ gắn Cu Lì up vô đây.